ngày hôm nay đến đây có rất là nhiều tất cả quý vị khán giả đến đây và cũng như là fan hâm mộ của Minh Hằng đã cho Minh Hằng một tràng chào đón rất là hoành tráng. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều ạ. Và ngày hôm nay ngoài Minh Hằng ra thì Minh Hằng có đi cùng với lại team của mình, tất cả các bạn thí sinh cho Team The Face. Và rất là mong tất cả quý vị khán giả hãy nhớ những gương mặt này để có thể theo dõi những hành trình của tất cả các bạn trong team mình trong The Face năm 2018 ạ. Wow, thưa quý vị, như là bạn đã nói từ ban đầu thì quá là team Minh Hằng là một team làm việc teamwork rất là tốt đúng không ạ? Ngày hôm nay cả huấn luyện viên Peter và cả thí sinh mặc những phong cách trắng và đen vô cùng ấn tượng, vô cùng đẹp. Và hãy cho team Minh Hằng một tràng pháo tay cổ vũ lớn hơn nữa các bạn ạ. Rồi, và bây giờ thì Hồng Hạnh nghĩ là nơi để cho những người yêu thể thao đến để tập thể dục thể thao, rèn luyện thể hình. Thì bây giờ tạo dáng của mình cũng phải theo chủ đề của CBG. Và bây giờ là sao quan thành viên của team mình thì cái thằng nào muốn thành viên còn lại thì phải tạo dáng ở đó là phải phốt đi, phải mạnh mẽ thể hiện được tinh thần của CBG được không ạ? Càng tháo đạo càng đẹp càng tốt. Dạ rồi. Bây giờ mình dạ cái ghế ra để cho các anh chị có không gian là tạo kiểu thật mình hồng nhá, phải có ấn tượng nhá. Thực ra từ thành phố thì chúng ta rất ít những cái không gian để chúng ta luyện tập thể dục thể thao.